Cư dân sống trong tầng hầm sau khi khu vực Sievierodonetsk bị Nga chiếm đóng. Cư dân của thành phố Sievierodonetsk đang bị thiệt hại nặng nề sau khi Nga đã chiếm được thành phố này vào tuần trước sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Các cư dân hiện đang sống trong các tầng hầm trong những ngôi nhà của họ. Một cư dân tên là Maxim Olenik cho biết tình hình ở đây đang rất khó khăn, gần như tất cả các cơ sở hạ tầng của thành phố đều đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng còn lại một thứ gì. Mọi người đã sống trong cảnh thiếu khí đốt, điện và nước kể từ tháng 5. Một người dân 60 tuổi sống ở đây chia sẻ thêm, họ vẫn còn vô cùng lo lắng vì các trận pháo kích có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Sự sụp đổ của Sievierodonetsk, khu vực trên là nơi sinh sống của hơn 100.000 người, nhưng giờ đây nó đã trở thành một vùng đất hoang. Có thể nói rằng đây là chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi chiếm được cảng Mariupol vào tháng trước. Nó làm thay đổi cục diện chiến trường ở phía đông sau nhiều tuần, trong khi đó lợi thế hỏa lực khổng lồ của Moscow chỉ mang lại hiệu quả chậm chạp. Giờ đây, Nga sẽ tìm cách gây sức ép và chiếm thêm đất ở bờ đối diện. Các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây Lysychansk ở phía đối diện sông Siversky Donets từ Sievierodonetsk.